Tập phim Tấm Cám. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Lớp Vẽ Bút Chì sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện cổ tích Tấm Cám nha. Ngày xưa có một câu chuyện kể về nàng Tấm và nàng Cám. Nàng Tấm thì nết na, thùy mị, chăm chỉ nhưng lại rất là bất hạnh. Hàng ngày Tấm phải làm lụm vất vả ngoài đồng, tối về còn chăm lo mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, từ quét nhà, nấu cơm, giặt giũ quần áo cho cả nhà, khuya thì xay lúa. Vất vả như thế nhưng Tấm lại không được mẹ kế yêu thương đâu. Còn bên cạnh đó thì nàng Cám luôn luôn lêu lỏng, hư hỏng, rong chơi, không bao giờ biết phụ giúp chị Tấm gì cả. Sau bao nhiêu gian nan vất vả, ở hiền gặp lành, cuối cùng nàng Tấm cũng được Bụt giúp đỡ và có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn về sau đó các bạn. Ngày hôm nay, Lớp Vẽ Bút Chì sẽ mang lại cho các bạn một cảnh đặc trưng trong câu chuyện cổ tích thật là ý nghĩa này nha. Các bạn ơi, đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ em Vàng đó. Em Vàng hiền lành, ngoan ngoãn, giống y như cô Tấm, nên tất nhiên em Vàng sẽ hóa thân thành cô Tấm rồi. Bộ quần áo ngày xưa mà mọi người thường mặc là áo tứ thân. Áo tứ thân thì sẽ có một chiếc móng trên đầu. Áo sẽ có dạng như chiếc áo bà ba nhưng dài hơn nè. Chúng ta sẽ khoác và cột lại ở phần eo bằng một chiếc khăn vải nha. Em Vàng sẽ mặc một chiếc yếm ở bên trong và mặc một chiếc váy dài đến tận chân luôn đó. Bóng ăn ở dưới giếng nè. Các bạn nhỏ có biết là để gọi cá lên chúng ta cần phải đọc câu thần chú gì không? Các bạn hãy thử comment ở bên dưới xem có đúng không nha. Cá bóng thì có thân tròn và một chiếc mỏ dài thật là đáng yêu. Mình sẽ vẽ cá bóng đang chuẩn bị ăn những thức ăn do cô Tấm Vàng đưa xuống nha. Cá bóng sẽ được nuôi ở một chiếc giếng to và sâu, xung quanh có cỏ bao quanh đó. Mình cũng sẽ vẽ cái giếng cho cá bóng nha. Các bạn nhỏ ơi, các bạn có nhớ ai là người đã giúp cho nàng Tắm không nè? Đúng rồi, đó chính là ông Bụt đó. Ngày hôm nay, ông Bụt sẽ được chính anh Bút Chì hóa thân vào đó. Ông Bụt Bút Chì sẽ đứng trên một đám mây lớn. Ông Bụt muốn đi đâu thì mây sẽ đưa ông đi đến đó. Ông Bụt Bút Chì sẽ có bộ râu dày và dài. Trên tay sẽ cầm một cây phất tròn nè. Phất một cái sẽ biến ra được những thứ thú vị đó nha. Tiếp theo, một nhân vật không thể thiếu được, đó chính là cô Cám đỏng đảnh, lười biếng. Mà vai này không ai phù hợp hơn ngoài anh Xanh đâu nha các bạn. Hôm nay anh Xanh của chúng ta sẽ hóa thân thành Cám đó. Để hóa thân thành giống Cám hơn thì hôm nay anh Xanh cũng đội móng nè, còn cột tóc đuôi gà nữa các bạn ơi. Nhìn anh Xanh chẳng khác gì một cô gái chính hiệu hết đó. Anh Xanh cũng mặc một bộ áo tứ thân giống như em Vàng, vì trang phục này là trang phục truyền thống ở miền Bắc nước ta đó nha. Các bạn ơi, các bạn có biết trong câu chuyện Tấm Cám chúng ta còn thiếu nhân vật nào nữa không? Đúng rồi, đó chính là mẹ kế của Tấm đó. Và mẹ kế của Tấm hôm nay Lớp Vẽ Bút Chì sẽ cho anh Đỏ hóa thân vào nha. Chúng ta sẽ vẽ gương mặt của anh Đỏ đầy vẻ khó hiểu luôn đó các bạn. Anh Đỏ hôm nay cũng hóa trang thành phụ nữ nên anh Đỏ cũng sẽ mặc đồ y như Vàng vậy đó. Đội móng ở trên đầu nè và mặc áo tứ thân nữa. Các bạn ơi, anh Xanh và anh Đỏ đang núp trong bụi cây để quan sát đó.
vậy là tụi mình đã vẽ xong trích đoạn của câu chuyện Tấm Cám rồi. Tuy nhiên bức tranh này vẫn chưa được tụi mình tô màu, cho nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước qua bước thứ hai nha. Đầu tiên, chúng ta sẽ tô em vàng trước nè. Gương mặt màu vàng và một đôi mắt màu cam. Vàng sẽ mặc bộ áo màu xanh nên chiếc móng cũng có màu xanh luôn đó. Mái tóc của em vàng thì sẽ có màu đỏ nè. Bộ áo tứ thân của em vàng màu xanh. Các bạn lưu ý là chúng ta chỉ tô áo ở bên ngoài thôi nha. Yếm ở bên trong chúng ta sẽ tô một màu khác đó. Các bạn thích màu nào thì cũng có thể chọn cho mình những bộ áo khác nhau nha. Nhớ tô phần tay áo và hai vạt áo ở phía dưới nữa. Vì cô tắm vàng không được yêu thương, quần áo đẹp thì cũng không có, nên chiếc yếm chỉ có một màu xám và chiếc váy thì mình sẽ tô màu nâu thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ tô màu cho ông Bụt Bút Chì nha. Bộ râu thì các bạn sẽ tô màu trắng bạc nè. Đầu anh Bút Chì thì tất nhiên là có màu cam rồi. Thân mình thì cũng màu cam luôn. Tay thì sẽ màu đen. Cái giếng nuôi cá bóng thì sẽ được xây bằng xi măng, nên mình sẽ tô màu xám cho cái giếng nha. Những viên gạch đá xây thì chắc chắn là sẽ có màu nâu gạch. Các bạn hãy nhớ dùng màu nâu để vẽ thành những khối vuông và tô kín hết cái giếng là được nha. Các bạn ơi, cá bóng đang ngoi lên để ăn cơm đó. Cá bóng mình sẽ tô màu vàng nè. Chiếc mỏ thì màu đỏ. Nhân vật tiếp theo, chúng ta sẽ tô màu cho nàng cám xanh nha. Gương mặt anh xanh thì tất nhiên chúng ta sẽ tô màu xanh rồi. Màu tóc, màu da. Trang phục của anh xanh thì sẽ rực rỡ hơn. Vì cô cám có rất nhiều quần áo đẹp, nên mình sẽ chọn màu hồng để tô đồ cho anh xanh đó. Khi các bạn đã tô xong rồi thì chúng ta hãy qua để tô màu cho anh đỏ nha. Anh đỏ hôm nay sẽ trông vai mẹ kế, nên chúng ta sẽ tô mái tóc cho anh đỏ có màu cam. Gương mặt thì vẫn sẽ màu đen như cũ, với đôi môi đỏ tươi. Mình thì sẽ tô chiếc móng màu tím nha. Thì chắc chắn sẽ là màu xanh rồi. Các bạn nhớ chọn đúng màu xanh để tô cho cây cỏ nha. Tô cây xanh nên các bạn nhỏ của lớp vẽ Bút Chì chắc chắn đã nhớ cách tô cây sao cho đẹp rồi, có đúng không? Hôm nay mình sẽ dùng hai màu xanh lá khác nhau, đậm và nhạt để tô đó. Vậy là tụi mình đã hoàn thành xong bức tranh ngày hôm nay về câu chuyện Tấm Cám rồi. Các bạn nhỏ còn yêu thích những câu chuyện cổ tích nào nữa thì hãy comment bên dưới cho lớp vẽ Bút Chì biết nha.
Các bạn ơi, thông qua câu chuyện ngày hôm nay thì các bạn thấy nàng tắm có tốt bụng hay không? Qua câu chuyện tắm cám mà lớp vẽ bút chì mang đến ngày hôm nay thì các bạn nhỏ hãy luôn sống tốt với những người xung quanh nha. Ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập và đừng xấu bụng giống như nàng cám đó nha. Các bạn còn thích lớp vẽ bút chì thực hiện những bức tranh nào nữa thì cũng hãy comment bên dưới cho tụi mình đọc nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.